Và có thể giết một nửa nhân loại trong cuốn sách Làm thế nào để sống sót sau đại dịch. Bác sĩ Michael Greger nói rằng việc nuôi gà hàng loạt đang khiến con người dễ bị nhiễm một loại virus chết người có thể quét sạch một nửa dân số thế giới trong bối cảnh SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ rơi trước khi nhảy sang người đã cướp đi sinh mạng của 364.000 người trên khắp thế giới và khiến hơn 6 triệu người nhiễm bệnh. Ông Michael nhấn mạnh rằng sự phụ thuộc của chúng ta vào thịt, bao gồm thịt gà, khiến chúng ta cực kỳ dễ bị tổn thương trước đại dịch mới. Bác sĩ Mỹ Michael Greger, gà đang chiếm một phần rất lớn trong ngành nông nghiệp toàn cầu. Thịt và trứng của chúng được tiêu thụ với số lượng lớn ở mọi quốc gia. Nhưng điều không ai ngờ tới là nhiều trong số đó bị giữ trong các trang trại gà và bị nhồi nhét nhiều hóa chất. Virus cúm gà, gây ra đại dịch cúm Tây Ban Nha, đã lây nhiễm cho 1/3 dân số thế giới vào giai đoạn 1918-1920 và khiến 50 triệu người, 10% dân số thế giới thời đó, tử vong. Đây được xem là đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Trong khi đó, cúm gia cầm là một bệnh truyền nhiễm lây lan giữa các loài gia cầm và trong những trường hợp hiếm gặp có thể ảnh hưởng đến con người, chẳng hạn như trong dịch H5N1 ở Hồng Kông năm 1997. Mặc dù đại dịch đã đi qua nhưng virus H5N1 thì chưa bao giờ biến mất hoàn toàn với nhiều đợt bùng phát dịch đã xảy ra. Theo đó, bác sĩ Michael cho rằng, virus gây ra đại dịch tàn khốc nhất lịch sử loài người có thể đang ẩn náu trong 24 tỷ con gà trên toàn thế giới. Những con gà bị nuôi nhốt trong chuồng trại, những không gian chật hẹp nên ít vận động cộng với việc tiếp xúc với nồng độ amoniac cao từ phân của chúng. Đây là môi trường hoàn hảo để bệnh dịch lây lan. Càng nhiều gà được nhốt chung với nhau, nguy cơ lây nhiễm virus càng lớn và nơi nó tấn công nhiều nhất là phổi gà, bác sĩ Mỹ viết. Ông Michael, người ủng hộ chế độ ăn chay, nhấn mạnh rằng, cải thiện cách nuôi gà có thể làm giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh chết người. Bác sĩ Mỹ cho rằng việc chăn nuôi gia cầm theo đàn nhỏ hơn, trong không gian rộng lớn hơn và sạch sẽ hơn sẽ giúp làm chậm sự lây lan của virus. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng thậm chí điều này vẫn không đủ để ngăn chặn thảm họa, vì mối liên kết virus giữa gà và người sẽ tồn tại. Miễn là có gia cầm, sẽ có đại dịch, bác sĩ Michael nói. Ha ha ha, 问什么的说呵